Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một cái video test hai sản phẩm của hai quý khách hàng đã đặt sẵn ở bên mình. Đó là hai cây đàn nguyệt. Cây đàn nguyệt đầu tiên mình đang cầm trên tay đây là một cây dành cho anh Hùng ở Bắc Ninh. Anh có đặt một cây đàn nguyệt chơi đa thể loại nhạc, có nghĩa là mọi người có thể dùng cây này để chơi dân ca cũng được, chơi nhạc vàng cũng được, chơi hát văn cũng được luôn, nó sẽ không chuyên về cái gì cả. Bây giờ mình sẽ test một đoạn cho anh Hùng nghe. Ok, bây giờ mình xin test một cây đàn tiếp theo của một quý khách không biết tên. Quý khách này ở Thái Bình. Vị quý khán giả này có đặt một cây đàn nguyệt chuyên dành cho hát văn, tiếng thổ, dây to mọi người nhé. Vâng, mình xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Nếu mọi người thấy video này có tiện lợi cho việc mọi người lựa chọn sản phẩm thì mọi người có thể ủng hộ Nhạc Cụ Đàn Hương bằng 3 cách.
Cách đầu tiên là mọi người nhấn nút like để đăng ký kênh. Cách thứ hai là mọi người có thể chia sẻ cái video này đi cho quý khán giả khác được tham khảo. Và cách thứ ba là mọi người có thể đăng ký kênh để được nhận những thông báo mới nhất từ bên mình khi mình đăng sản phẩm mới lên để giới thiệu mọi người. Vâng, xin chào mọi người.